Chương trình đọc truyện mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, tác giả Mikhail Alexandrovich Solokhov, dịch giả Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc Hải Yến Nguyên Nguyên Việt Nam, số 118. Chương 204 tiếp theo. Sau khi hát xong bài, từ trong góc thềm nhà, một gã húng hắng ho và nói: "Không phải là hát mà là rút trong họng ra đấy. Thôi nhé, chúng tôi có thể hát được như thế nào thì đã hát rồi. Nhưng các bà mẹ ạ, các bà mẹ cũng cho anh em con nhà lính chút gì để ăn đường chứ. Có Chúa cứu vớt, chúng tôi đã được ăn uống no nê. Nhưng để đi đường thì chưa có chút thức ăn gì mang theo." Grigory bừng tỉnh sau những phút trầm tư. Chàng bước ra tới chỗ đang đứng. Bốn gã thanh niên cô giác ngồi trên bậc thềm thấp nhất. Một đám vây quanh họ, vòng trong vòng ngoài. Toàn là đàn bà. Bà già con nít ở các nhà hàng xóm chạy sang. Đám thính giả nữ sụt sịt hỉ mũi, kéo góc khăn bịt đầu, lau nước mắt. Trong đám có một bà già cao lớn, mắt đen, trên khuôn mặt héo hon, vẫn giữ được những nét của vẻ đẹp trang nghiêm trên những hình thánh. Khi Grigory bước tới gần thềm nhà, bà già kéo dài giọng nói: "Các cháu yêu quý của bác, các cháu hát hay quá, nhưng nghe sao mà thương tâm thế? Và có lẽ mỗi cháu đều có một bà mẹ đang khóc hết nước mắt mỗi khi nghĩ rằng thằng con mình sẽ phải chết ngoài mặt trận." Thấy Grigory chào mình, bà bỗng nhiên long lanh cặp mắt có hai lòng trắng vàng ệch, nói giọng căm giận: "Còn quan lớn đem những đóa hoa như thế này đến chỗ chết hay sao? Bắt chúng nó phải chết trong chiến trận à? Bà cụ ạ, à, chính chúng tôi cũng đang bị họ đưa đến chỗ chết đấy." Grigory trả lời với vẻ mặt âm thầm. Thấy có một sĩ quan lạ mặt bước tới, mấy gã cô giác luống cuống vội vã đứng dậy. Chúng đưa chân đẩy mấy cái đĩa đựng những thức ăn còn lại trên bậc thềm, sửa lại áo quân phục, dây đeo súng trường và dây lưng ra. Trong khi hát, ngay đến khẩu súng trên vai chúng cũng không hạ xuống. Gã nhiều tuổi nhất, nom mặt không quá 25. "Ở đâu thế?" Grigory vừa hỏi, vừa nhìn những khuôn mặt non trẻ và tươi tắn của mấy tên lính. "Chúng tôi đi từ đơn vị..." Một gã mũi hếch, có hai con mắt hay cười, ngập ngừng trả lời. "Tôi muốn hỏi các cậu quê ở đâu, là người trấn nào, không phải là dân vùng này phải không?" "Bẩm quan lớn, chúng tôi ở trấn Elanskaya, chúng tôi về nghỉ phép." Grigory nghe giọng nói, nhận ra gã đi bè chính, bèn mỉm cười hỏi: "Cậu đi bè chính đấy à?" "Vâng." "Được, giọng của cậu tốt đấy. Nhưng có gì mà các cậu hát thế? Hay có điều gì vui chăng? Coi mặt các cậu thì chẳng lấy gì là vừa có tí tiểu." Trong bọn có một gã cao lớn, tóc màu hạt dẻ nhạt, với một món rủ xuống trước trán, bụi bám trắng phếch, nòm rất ngang tàng. Hai gò má ngăm ngăm đỏ bừng lên. Gã liếc nhìn mấy bà già, mỉm cười ngượng nghịu, rồi miễn cưỡng trả lời: "Kiếm đâu ra điều gì vui bây giờ? Chúng tôi hát vì cùng khốn đây thôi. Đúng đấy, chỉ để có thêm ít chất tươi. Ở vùng này, người ta cho ăn cũng không khá lắm, chỉ cho được mẩu bánh mì là hết. Vì thế chúng tôi đã nghĩ ra cái trò đi hát. Hễ chúng tôi hát là các bà phụ nữ kéo đến nghe. Chúng tôi chọn hát một bài buồn thảm nào đó, thế là các bà ấy mùi lòng đem đến cho. Người thì miếng mỡ chài, người thì một bình sữa hay thứ gì khác có thể ăn được. Thưa ngài trung úy, chúng tôi thì đại loại cũng như các ông cố đạo ấy thôi.
Hát xong ai quên thứ gì thì nhận thứ ấy. Gã đi bè chính, nháy mắt với các bạn gã, hai con mắt hay cười nheo lại trong nụ cười. Một gã cô giắc rút trong túi ngực ra một mẩu giấy nhớp nhúa, chìa cho Grigori. Đây là giấy nghỉ phép của chúng tôi. Tôi cần gì đến nó? Biết đâu ngài chẳng có điều nghi ngờ, mà chúng tôi thì không phải là những thằng đào ngũ. Bao giờ chạm trán với đội thanh tiễu thì cậu sẽ đưa cho chúng nó xem. Grigori nói có vẻ bực bội, nhưng trước khi bỏ đi chàng vẫn khuyên. Các cậu nên chờ đến đêm hãy đi, ban ngày thì có thể kiếm được một chỗ nào mà nghỉ ngơi. Mảnh giấy của các cậu không đủ bảo đảm đâu. Đừng đem giấy này mà chạm trán với chúng nó. Không có dấu à? Đại đội chúng tôi không có con dấu. Thôi, nếu các cậu không muốn nằm dưới cái que thông nòng của bọn can mít thì hãy nghe lời khuyên tôi. Khi ra khỏi cái thôn chừng ba Vesta, chỉ còn chưa tới 150 sa gen là đến một cánh rừng nho mọc sát bên đường cái. Grigori lại thấy hai người cưỡi ngựa từ trước mặt tới. Hai người ấy dừng ngựa một phút, nhìn ngang nhìn ngửa rồi rẽ ngoặt vào trong rừng. Hai thằng này lại không có giấy má gì đây, Rojo nhận định. Anh có trông thấy chúng nó chuồn vào rừng như thế nào không? Ban ngày ban mặt, ma quỷ nào dẫn lối đưa đường chúng nó vào đấy làm gì? Còn có thêm một số người khác vừa thoáng thấy Grigori và Rojo đã tránh khỏi đường cái, vội vã lẩn trốn ngay. Một tên bộ binh cô giắc đã có tuổi, lén lút chuồn về nhà, lẩn vào trong đám hướng dương, nấp sau một bờ đất như một con thỏ. Trong khi cưỡi ngựa qua chỗ hắn núp, Brokho dướn người trên bàn đạp và quát to. Này anh bạn đồng hương, trốn tồi quá đấy, kín được cái đầu thì lại hở cái đít. Rồi bỗng nhiên, hắn vờ làm vẻ hung dữ, hô to. Này, bò ra ngay đây, trình giấy tờ. Gã cô giác kia nhảy chồm dậy, khom lưng chạy vào trong đám hướng dương. Brokho cười phá lên như nác nẻ và còn định thúc ngựa đuổi theo. Nhưng Grigori đã ngăn hắn lại. Đừng làm trò khỉ nữa, mặc cho quỷ dữ bắt nó đi. Như thế cũng đã đủ làm nó chạy đứt hơi rồi. Thêm chút nữa thì nó có thể sợ đến chết được đấy. Anh nghĩ thế nào vậy? Thằng này thì lùa chó săn cũng không đuổi kịp được đâu. Bây giờ nó sẽ quàng chân lên cổ, chạy một mạch hàng chục Vesta cho mà xem. Tôi cũng lấy làm lạ, không hiểu trong những lúc như thế này, con người làm thế nào mà chạy nhanh được như thế. Nói chung, Brokho có ý không đồng tình với những tên đào ngũ. Hắn nói, chúng nó bỏ trốn, đúng là thành đàn thành lũ, cứ như bị dốc tuột từ trong túi ra ấy. Anh Pantelejevic ạ, cẩn thận kẻo không bao lâu nữa sẽ chỉ còn có tôi và anh giữ mặt trận thôi. Grigori càng ra tới gần mặt trận thì cái quang cảnh tan rã ghê gớm của quân đội sông Đông càng mở rộng trước mắt chàng. Quá trình tan rã này đã bắt đầu ngay từ khi quân đội này vừa được bổ sung bằng quân phiến loạn đang giành được những thắng lợi lớn nhất trên mặt trận miền Bắc. Ngay từ hồi ấy, các đơn vị của nó đã không những không có khả năng chuyển sang mở một đợt tấn công có tính chất quyết định, mà bản thân chúng còn không thể đương đầu với một cuộc tấn công lớn. Trong các thôn và các trấn, có những đội dự bị gần mặt trận nhất đóng giữ, bọn sĩ quan rượu chè bí tỉ suốt đêm ngày, các đoàn xe vận tải đủ các loại, chở đầy ních những của cướp bóc chưa kịp chuyển về hậu phương. Các đơn vị còn giữ được tới hơn 60% quân số. Binh lính cô giác tự động bỏ về nhà và các đội thanh tiễu gồm toàn lính can mít sục sạo trên đồng cỏ không đủ sức ngăn chặn một làn sóng đào ngũ có tính chất quần chúng như thế. Trong các thôn mà chúng chiếm được ở tỉnh Saratovskaya, quân cô giác hành động như những kẻ chinh phục trên lãnh thổ nước ngoài. Chúng cướp bóc dân chúng, hiếp dâm đàn bà
đốt phá các kho dự trữ thóc lúa, giết gia súc. Lực lượng bổ sung cho quân đội gồm những thằng miệng còn hơi sữa và những lão già ở lứa tuổi 50. Trong các đội đang tiến quân, có những lời nói toạc móng heo là không muốn chiến đấu. Còn trong các đơn vị đang bị điều về hướng Voronezh thì lính Cossack công nhiên không phục tùng mệnh lệnh của bọn sĩ quan. Có những tin đồn rằng tại các vị trí trên tuyến đầu ngày càng có nhiều trường hợp giết sĩ quan. Mãi đến lúc trời hoàng hôn, Grigory mới dừng lại để nghỉ đêm tại một làng nhỏ, không còn xa Balasov lắm. Đại đội dự bị độc lập số 4 gồm toàn những tên Cossack thuộc khóa già nua và đại đội công binh của trung đoàn Taranrok đã chiếm tất cả các nhà dân trong làng. Grigory phải sục rất lâu để kiếm chỗ nghỉ đêm. Kể ra thì cũng có thể nghỉ qua đêm ở ngoài đồng như hai người vẫn thường làm. Nhưng đến đêm trời sẽ mưa mà Prukho lại đang run như cầy sấy trong một cơn sốt rét định kỳ. Vì thế, cần phải tìm được một nơi nào có mái che hẳn hoi mà chờ sáng. Trên con đường vào thôn, gần một ngôi nhà lớn, xung quanh trồng toàn tiêu huyền, có một chiếc ô tô thiết giáp bị đạn pháo bắn hỏng. Lúc cưỡi ngựa qua, Grigory đọc được một khẩu hiệu chưa bị sơn lấp đi trên cái thành xe sơn xanh lá cây. Giết hết bọn trắng khốn kiếp, và bên dưới ghi hung thần. Vài con ngựa thở phì phì trong sân quanh những chiếc cọc buộc ngựa, vẳng ra tiếng người nói lao xao. Một đống lửa cháy bập bùng trong mảnh vườn sau nhà, khói bị gió tãi ra trên những ngọn cây xanh. Ánh lửa chiếu sáng hình những tên Cossack đi lại lăng xăng quanh đống lửa. Gió lùa từ đống củi ra, mùi rơm nóng và mùi lông lợn cháy. Grigory xuống ngựa bước vào trong nhà. Ai là chủ nhà này đây? Chàng vừa hỏi vừa bước vào một căn phòng thấp lụp sụp đã chật ních những người. Tôi. Nhưng ngài cần gì thế? Một người mujik không cao lớn lắm đang đứng tựa lưng vào bếp lò, đưa mắt nhìn Grigory và trả lời, nhưng vẫn không động đậy gì cả. Ông cho chúng tôi nghỉ đêm ở nhà ta nhé. Chúng tôi có hai người. Ngay bây giờ chúng tôi ở đây đã bị lèn như cá hộp rồi còn gì. Một gã Cossack có tuổi nằm trên chiếc ghế dài, làu bàu có vẻ bực mình. Tôi thì không khó khăn gì đâu, nhưng nhà tôi đã chật như nêm rồi. Người chủ nhà nói như muốn van xin. Chúng tôi nghỉ qua quýt thế nào cũng được thôi, chẳng nhẽ chúng tôi phải qua đêm nay dưới trời mưa hay sao? Grigory cố nài. Cậu liên lạc của tôi lại đang ốm. Gã Cossack nằm trên chiếc ghế dài, ẻ ẻ trong họng, thõng hai chân xuống đất, đưa mắt nhìn Grigory, rồi nói bằng giọng đã đổi khác. Thưa quan lớn, cùng với chủ nhà, chúng tôi đã có 14 nhân mạng, ních trong hai căn phòng chỉ bằng hai cái lỗ mũi. Còn căn phòng thứ ba thì đã bị một sĩ quan cùng hai thằng lính hầu của hắn ta chiếm mất. Lại có thêm một sĩ quan của chúng ta cũng ở trong ấy. Hay ngài vào ở với họ có được không? Một gã Cossack thứ hai ân cần nói. Gã đeo lon thượng sĩ trong bộ râu đã có nhiều đám bạc trắng. Không, tôi ở đây thì hơn. Cũng chẳng cần phải có nhiều chỗ cho tôi đâu. Tôi sẽ nằm dưới sàn, sẽ không chen lấn anh em đâu. Grigory cởi áo capot, đưa tay lên vuốt tóc và ngồi vào bàn. Prokho ra ngoài với hai con ngựa. Có lẽ mấy người ở phòng bên cũng nghe thấy câu chuyện này. 5 phút sau có một gã trung úy bộ binh nhỏ bé, ăn vận rất diện bước ra. Ngài đang tìm một chỗ nghỉ đêm à? Gã nói với Grigory rồi liếc nhanh nhìn lon vai của chàng và mời với một nụ cười rất lịch thiệp. Mời ngài chuyển sang phòng bên với chúng tôi, thưa ngài trung úy. Tôi và ngài Campbell, trung úy quân đội Anh, xin mời ngài. Ngài sang bên ấy sẽ thoải mái hơn. Họ của tôi là Sheklov. Còn ngài, gã chìa tay bắt tay Grigory, rồi hỏi. Ngài ở mặt trận về à? À, về giả phép.
Thôi chúng ta vào đi, chúng ta vào đi. Chúng tôi sẽ rất sung sướng được tỏ lòng mến khách đối với ngài. Có lẽ ngài cũng đói rồi, mà chúng tôi lại có những thứ để thết ngài. Trên chiếc áo quân phục cổ bẻ, may bằng da thượng hảo hạng của tên trung úy bộ binh, thấy lủng lẳng một chiếc huân chương thánh gióc của sĩ quan. Đầu gã nhỏ, đường ngôi thẳng băng, ủng đánh rất sạch. Khuôn mặt rám rám bệch bệch, râu cạo nhẵn nhụi, và toàn bộ cái thân hình đều đặn của gã đều có vẻ rất sạch sẽ và tỏa ra một mùi nước hoa cô lô thơm phức, không biết là mùi hoa gì. Ra đến phòng ngoài, gã ân cần nhường Grigori đi trước và nói: cửa phòng ở bên trái, ngài cẩn thận một chút, ở đây có một cái thùng, ngài khéo kẻo vấp. Thấy Grigori bước vào, một trung úy trẻ tuổi cao lớn đứng dậy đón. Một hàng ria đen lồm xồm che một phần cái môi trên bị chém chéo. Hai con mắt màu xám nằm rất sát tinh mũi. Gã trung úy bộ binh giới thiệu Grigori với anh ta và nói không biết những gì bằng tiếng Anh. Người trung úy Anh bắt tay khách, hết nhìn Grigori lại nhìn gã trung úy bộ binh, nói vài câu và giơ tay ra hiệu mời ngồi. Giữa phòng kê song song bốn chiếc giường hành quân, trong góc chất đống không biết những hòm gì, những cái túi du lịch, những chiếc vali. Trên cái giường có đặt một khẩu trung liên mà Grigori không biết là kiểu gì, một cái bao đựng ống nhòm, vài chiếc hòm kẽm đựng đạn, một khẩu carbin báng rất sẫm, nòng màu xám đục còn mới toanh, chưa xây sát gì cả. Người trung úy Anh nhìn Grigori một cách thân mật và nói không biết những gì bằng một giọng trầm đục rất dễ nghe. Grigori không hiểu những lời nói bằng một thứ tiếng nước ngoài nghe rất lạ tai, nhưng chẳng đoán người ta đang nói về mình, vì thế cũng có phần ngượng ngượng. Gã trung úy bộ binh lục lọi trong một chiếc vali, mỉm cười lắng nghe rồi nói: ông Campbell nói rằng ông ta rất kính trọng người cô giác, và theo ý ông ta, người cô giác là những người cưỡi ngựa và những chiến binh tuyệt vời. Có lẽ ngài cũng đói rồi phải không? Ngài có uống rượu không? Ông ta nói rằng sự nguy hiểm làm cho con người thêm gần gũi với nhau. Chà, mẹ khỉ, hắn nói lung tung đủ mọi điều nhảm nhí. Gã trung úy bộ binh lấy trong chiếc vali ra vài hộp đồ hộp, hai chai cô nhắc, rồi lại cúi xuống chiếc vali và dịch tiếp. Theo lời hắn thì hắn đã được các sĩ quan cô giác ở Otmevediskaya tiếp đón rất niềm nở. Hôm ấy mọi người đã uống một thùng rượu vang sông Đông khổng lồ, anh nào anh nấy say bí tỉ, rồi tiêu khiển hết sức vui nhộn với những cô nữ sinh trung học nào đó. Phải, thường là họ làm như thế đấy. Hắn tự cảm thấy mình có cái nhiệm vụ thú vị khi phải đáp lại thái độ mến khách ấy bằng một sự mến khách không kém phần hậu hĩ. Và chính ngài sẽ phải chịu đựng sự mến khách ấy. Tôi cũng thương cho ngài. Ngài cũng uống được chứ? Xin cảm ơn, tôi có uống. Grigori vừa nói, vừa lén nhìn hai bàn tay nhem nhuốc vì dây cương và bụi đường của mình. Gã trung úy bộ binh xếp mấy cái hộp lên bàn, dùng dao mở rất lẹ, rồi thở dài nói: ngài trung úy, ngài có biết không, cái con lợn Anh này nó hành tôi đến cực. Nó nốc rượu từ sáng sớm đến đêm khuya, đúng là một cây rượu có một không hai. Chính tôi, ngài có biết không, cũng không phải là một tay sợ rượu, nhưng uống tới mức độ như thời hôm thế này thì tôi cũng hàng cả nón. Còn thằng này, gã trung úy bộ binh mỉm cười, đưa mắt chỉ người trung úy Anh và chửi một câu tục tĩu rất là bất ngờ đối với Grigori. Chưa có gì vào bụng cũng nốc được, bất kỳ thế nào cũng nốc được. Người trung úy Anh mỉm cười gật đầu, nói bằng một thứ tiếng Nga giả cầy: vơ vơ, tung lam, pai ông xích quê gai. Grigori lắc đầu rũ tóc phá lên cười. Đúng là chàng đã thấy thích thú hai con người này, và anh chàng trung úy người Anh quả là một đối tượng thú vị, với nụ cười ngớ ngẩn
và cái kiểu nói tiếng Nga chết cười của anh ta. Gã trung úy bộ binh vừa lau vài cái cốc vừa nói: "Tôi đã đi lang thang với hắn 2 tuần nay, thật là tội nợ. Hắn làm huấn luyện viên dạy lái những chiếc xe tăng điều đến cho quân đoàn 2 của chúng ta. Còn tôi thì bị họ bắt đi theo hắn làm thông ngôn. Tôi nói tiếng Anh cũng lưu loát, chính vì thế mà mang tai họa vào thân. Bên ta cũng có uống rượu chứ, nhưng đâu có như thế này. Còn thằng này thì ma quái nào hiểu được nó. Ngài sẽ được chứng kiến tửu lượng của hắn như thế nào. Ngày nào cũng phải có cho hắn ít nhất là 4-5 chai cô nhắc. Hắn uống rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại uống. Thế mà hắn chẳng say bao giờ cả. Thậm chí uống nhiều như thế mà vẫn có thể làm việc như thường. Tôi đã bị hắn hành hạ ghê gớm. Dạ dày tôi hình như bắt đầu có chuyện. Tinh thần tôi mấy hôm nay thật là khủng khiếp. Khắp người bị rượu thấm vào, đến nỗi bây giờ tôi sợ không dám ngồi gần một ngọn đèn cháy nữa. Có ma quỷ nào biết được rồi sẽ ra sao?" Lão vừa nói, vừa rót cô nhắc vào đầy đến miệng 2 cái cốc, còn phần của mình thì chỉ dính đáy. Người trung úy anh đưa mắt chỉ vào cái cốc và vừa cười vừa bắt đầu nói, không biết những gì một cách rất sôi nổi. Gã trung úy Nga đặt tay lên ngực vẻ van lơn, trả lời anh ta với một nụ cười dè dặt. Nhưng thỉnh thoảng, trong cặp mắt đen rất hiền hậu của gã lại loáng bừng lên trong khoảnh khắc những tia tức tối. Grigori nâng cốc chạm với 2 người chủ nhà niềm nở, uống một hơi hết sạch. "Ồ!" Anh chàng người Anh kêu lên, ra ý tán thành, rồi uống cạn cốc của mình và nhìn gã trung úy bộ binh bằng cặp mắt khinh bỉ. 2 bàn tay công nhân của người trung úy Anh nằm yên trên bàn dám nâu to lù lù. Trên mu bàn tay, những lỗ chân lông hiện lên đen kịt vì dầu máy. Những ngón tay luôn luôn nhúng dầu xăng bợt cả da, nhằn nhịt những vết sẹo cũ. Nhưng khuôn mặt anh ta lại trau chuốt béo tốt hồng hào, trái ngược giữa 2 bàn tay và bộ mặt đập vào mắt. Đến nỗi có lúc Grigori có cảm tưởng như người trung úy anh này đeo mặt nạ. "Ngài đã cứu tôi," gã trung úy bộ binh vừa nói, vừa rót 2 cốc rượu đầy đến miệng. "Nhưng hắn không uống một mình hay sao?" "Tài vạ chính là ở chỗ ấy đấy. Sáng dậy thì hắn uống một mình, nhưng đến chiều lại không được. Nhưng nào, chúng ta lại cạn chén chứ." "Cái của này nặng đấy." Grigori đưa cái cốc lên nhấm nháp một chút, nhưng trước con mắt ngạc nhiên của người trung úy anh, chàng dốc luôn tất cả chỗ còn lại vào miệng. "Hắn bảo ngài quả là một tay hảo hán, hắn rất thích lối uống rượu của ngài." "Tôi chỉ muốn được đổi công tác với ngài," Grigori mỉm cười nói. "Tôi tin chắc rằng chỉ 2 tuần là ngài sẽ chuồn thẳng." "Chuồn khỏi những thứ thú vị này hay sao?" "Còn tôi thì dù sao cũng sẽ chuồn khỏi những thứ thú vị này. Ngoài mặt trận còn bi đát hơn." "Ở đây cũng là mặt trận đấy. Ngoài ấy người ta có thể mất mạng vì một viên đạn hoặc một mảnh đạn, nhưng chưa chắc đã thế. Còn ở đây thì thế nào tôi cũng điên lên vì rượu. Nhưng ngài thử nếm mấy thứ hoa quả đóng hộp này xem. Ngài có muốn xơi dăm bông không?" "Cảm ơn ngài, tôi sẽ ăn." Về những trò này thì người Anh đúng là bậc thầy. Họ cho quân đội của họ ăn không giống như chúng ta đâu. "Chúng ta mà là cho quân đội ăn à? Quân đội của chúng ta thì tự kiếm lấy cái ăn tại chỗ." "Cũng đáng tiếc là tình hình đúng như thế. Nhưng dùng một phương pháp như thế để cung cấp cho lính tráng thì không thể đi xa được đâu. Đặc biệt là nếu cho phép chúng nó cướp bóc dân chúng mà không bị trừng phạt gì cả." Grigori chăm chú nhìn gã trung úy bộ binh rồi hỏi, "Thế ngài chuẩn bị đi xa đấy à?" "Chúng mình cùng đi một đường cơ mà. Tôi hỏi ngài về chuyện gì thế?"
Gã trung úy bộ binh không biết rằng anh chàng trung úy người Anh đã nắm lấy chai rượu và rót cho hắn một cốc đầy. Bây giờ thì ngài sẽ phải uống đến giọt cuối cùng nhé. Grigori mỉm cười. Lại bắt đầu rồi đấy. Gã trung úy bộ binh nhìn cốc rượu rên rỉ. Hai đám màu hồng nhạt rất to ửng lên trên má gã. Cả ba lặng lẽ chạm cốc uống cạn. Chúng ta đều đi một con đường, nhưng mỗi người đi một cách. Grigori lại nói, rồi cau mày, cầm đĩa cố chọc một quả mận. Nhưng không được, vì nó cứ tuột trơn như mỡ trên cái dĩa. Cũng như trên một chuyến tàu ấy, người thì mới đi một chặng ngắn đã xuống, người thì đi xa hơn. Chẳng nhẽ, ngài không muốn đi đến ga cuối cùng hay sao? Grigori cảm thấy mình sắp say, nhưng hơi men còn chưa thắng được chàng. Chàng vừa cười vừa trả lời. Tôi không có đủ tiền để mua vé đi đến ga cuối cùng đâu. Thế còn ngài? Ồ, đối với tôi thì tình hình lại khác. Ngay nếu người ta đuổi tôi xuống tàu, tôi vẫn đi bộ men theo đường sắt đến cùng. Nếu thế thì chúc ngài lên đường may mắn. Chúng ta cạn cốc nào. Cũng phải uống thôi. Muôn việc bắt đầu đều khó cả. Người trung úy Anh chạm cốc với Grigori và gã trung úy bộ binh rồi lặng thinh ngồi xuống, gần như không nhắm gì cả. Mặt anh ta chuyển sang màu đỏ gạch, hai con mắt long lanh, mọi cử động đều trở nên chậm rãi như có tính toán cẩn thận. Mọi người chưa uống hết chai thứ hai, anh ta đã nặng nề đứng dậy, đi những bước vững vàng tới chiếc vali, lấy thêm ba chai cô nhắc mang ra bàn. Anh ta vừa đặt mấy chai rượu lên bàn, vừa nhếch mép cười và trầm giọng nói không biết những gì. Mr. Campbell nói rằng chúng mình phải kéo dài cuộc vui cho thoải mái mới được. Mr. mít tiếc cái gì? Quỷ dữ bắt nó đi. Ngài thì thế nào? Được thôi, có thể kéo dài được lắm. Grigori đồng ý. Phải, nhưng sức uống của nó khiếp thật. Trong cái thần xác của thằng cha người Anh này lại có linh hồn của một thằng lái buôn Nga. Tôi thì xem ra sắp quỵ đến nơi rồi. Nhìn sắc mặt của ngài còn chưa thấy gì đâu. Grigori nói một cách láu cá. Quỷ quái thật. Trong lúc này tôi cảm thấy mình yếu đuối như một đứa con gái ấy. Song tôi vẫn còn có thể đương đầu được. Vâng vâng, tôi còn đương đầu được. Và hoàn toàn có thể được nữa là khác. Sau khi uống thêm cốc rượu, gã trung úy bộ binh không còn thần sắc gì nữa. Cặp mắt đen của gã trở nên đờ đẫn và bắt đầu nhìn hiêng hiếng. Những bắp thịt trên mặt chảy xuống. Môi gã gần như không tuân theo ý muốn của gã nữa. Dưới hai gò má trắng bệch có những viên tròn tròn giật giật rất đều. Rượu cô nhắc uống vào đã có tác động và làm đầu óc gã điên đảo. Nòng gã cứ y như một con bò bị người ta dùng một cái búa 10 phun tơ đập vào trán trước khi chọc tiết. Ngài vẫn còn vững lắm. Ngài đã uống như thế mà rượu chẳng có tác dụng gì đối với ngài. Grigori nói hùa theo. Ngay chàng cũng đã choáng choáng, nhưng vẫn cảm thấy rằng mình còn uống được nhiều. Thật thế à? Gã trung úy bộ binh vui lên. Không không, kể ra lúc đầu tôi cũng có nhũn ra đôi chút, nhưng bây giờ thì tùy ý ngài, tôi sẽ uống bao nhiêu cũng được. Thật đấy, bao nhiêu cũng được. Tôi thích ngài lắm, ngài trung úy cô giác ạ. Tôi có thể nói rằng trong con người của ngài có thể cảm thấy cả sức mạnh lẫn lòng thành thật. Điều đó làm tôi rất thích. Chúng ta hãy uống mừng tổ quốc của cái thằng ngu xuẩn rượu chè bê tha này. Kể ra nom hắn cũng có vẻ xúc sinh, nhưng tổ quốc của hắn lại tốt. Hắn cứ làm vương làm bá trên mặt biển, hỡi đế quốc Anh cát lợi. Nào, chúng ta uống chứ. Xong đừng đầy đến miệng đấy. Uống mừng tổ quốc của ngài, Mr. Campbell. Gã trung úy bộ binh nhắm nghiền hai con mắt, uống cạn cốc rượu rồi ăn một miếng dăm bông. Cái nước ấy đến là đẹp, ngài trung úy cô giác ạ. Ngài không thể tưởng tượng được đâu.
nhưng tôi đã sống ở bên ấy. Nào, chúng ta cạn chén. Mẹ mình dù đui què mẻ sứt, nhưng dù sao vẫn thân thiết hơn mẹ người. Thôi, ta đừng tranh cãi với nhau nữa, cứ uống đi. Nào thì uống. Cần phải dùng thép và lửa để khử cho hết những cái gì thối rữa trên tổ quốc của chúng ta. Nhưng chúng ta lại bất lực. Thành thử, chúng ta cứ hoàn toàn không còn có tổ quốc nữa. Nhưng thôi, quỷ dữ bắt cái tổ quốc ấy đi. Cái thằng kem bơn này, nó không tin rằng chúng ta có thể trị được bọn đỏ đâu. Hắn không tin à? Vâng, hắn không tin. Hắn có những ý kiến không hay gì đối với quân đội của chúng ta và nói về bọn đỏ với những lời khen ngợi. Hắn có tham gia các trận chiến đấu không? Có hẳn đi chứ. Thiếu chút nữa thì bọn đỏ đã tóm được hắn. Thứ cô nhắc này thật đáng nguyền rủa. Nặng thật đấy. Có lẽ cũng nặng bằng cồn đấy nhỉ. Hơi nhẹ hơn một chút. Bọn kỵ binh đã cứu được Campbell thoát nạn. Nếu không hắn đã bị tóm cổ rồi. Lần ấy là ở gần thôn Zhukovy. Hôm ấy bọn đỏ đã cướp mất của chúng ta một chiếc xe tăng. Nhưng nom mặt ngài dầu dĩ thế nào ấy? Vì sao thế? Vợ tôi mới qua đời. Thật khủng khiếp. Nhưng còn các cháu nhỏ chứ? Còn. Thế thì uống mừng sức khỏe của các cháu. Tôi không có con, nhưng chưa biết chừng cũng có. Mà nếu có, thì chắc hẳn chúng nó cũng đang bán báo rong ở một nơi nào đó. Thằng Campbell này có một con vợ chưa cưới ở bên Anh. Hắn viết rất đều, mỗi tuần hai bức cho con bé. Nhưng có lẽ hắn chỉ viết toàn những điều lung tung bậy bạ. Tôi gần như căm ghét hắn. Ngài thấy thế nào? Tôi chẳng có gì đáng nói. Nhưng tại sao hắn lại kính trọng bọn đỏ? Ai bảo là kính trọng? Ngài bảo, không thể thế được. Hắn không kính trọng chúng nó đâu. Hắn không thể nào kính trọng được. Ngài nhầm đấy thôi. Nhưng dù sao, tôi cũng hỏi hắn xem sao. Campbell chăm chú nghe gã trung úy bộ binh say rượu, mặt mày nhợt nhạt, rồi nói rất lâu không biết những gì. Grigory không cho anh ta nói hết, đã hỏi. Hắn tuôn ra một tràng những gì thế? Hắn đã nhìn thấy chúng nó đi dép vỏ cây xông lên tấn công xe tăng trong đội hình bộ binh. Như thế đã đủ hiểu chưa? Hắn nói rằng không thể nào đánh lại được dân chúng. Cái thằng ngu xuẩn, ngài chớ có tin nó. Sao lại không tin? Căn bản không thể tin được. Nhưng sao vậy? Hắn say rượu, nói năng bậy bạ đấy thôi. Không thể đánh bại được dân chúng là nghĩa thế nào? Có thể tiêu diệt một phần chúng nó. Số còn lại thì ta sẽ bắt chúng nó phải chấp hành. Tôi vừa nói thế nào nhỉ? Không, không phải là chấp hành mà là tuân theo. Bây giờ chúng ta sẽ cạn đến cốc thứ mấy nhỉ? Gã trung úy bộ binh gục đầu xuống tay, hích khỉu tay, hất đổ mấy hộp đồ hộp, rồi áp ngực xuống bàn thở như kéo bể. Và cứ ngồi như thế chừng 10 phút. Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực. Mưa rơi rất mau, như gõ trống trên các cửa chớp. Từ một nơi rất xa, vẳng tới những tiếng ầm ĩ. Grigory không thể biết được rằng đó là tiếng sấm hay tiếng hỏa lực pháo binh. Campbell vẫn uống cô nhắc một cách chậm rãi. Một làn khói xì gà xanh biếc bao quanh anh ta. Grigory lay gã trung úy bộ binh ngật ngưỡng đứng dậy và nói: Này, hỏi hắn đi, tại sao bọn đỏ sẽ đánh bại chúng ta? Cút mẹ anh đi. Gã trung úy bộ binh lầu bầu: Không, hỏi đi. Cút đi, cút mẹ anh đi. Hỏi đi, đã bảo kìa. Gã trung úy bộ binh dương hai con mắt ngây dại nhìn Grigory một lát, rồi lắp bắp nói không biết những gì với Campbell. Chăm chú lắng nghe, nhìn gã trung úy bộ binh với nụ cười khinh bỉ. Campbell kéo tay áo Grigory và bắt đầu giải thích mà không cần dùng lời nói. Anh ta đẩy một hạt mận ra giữa bàn và đặt đứng bàn tay to lù lù của mình bên cạnh như để so sánh, rồi tặc lưỡi một cái, úp nhanh bàn tay lên hạt mận.
thế mà cũng coi là phát hiện một ý mới. Điều đó không cần đến anh, tôi cũng đã hiểu rồi. Grigori lẩm bẩm, vẻ mặt trầm ngâm. Chàng ngật ngưỡng ôm lấy anh chàng trung úy người anh mến khách, khoát rộng tay chỉ cái bàn, cúi chào. Cảm ơn anh về cuộc khoản đãi. Thôi vĩnh biệt. Nhưng anh có biết tôi muốn nói với anh điều gì không? Trong lúc ở đây, người ta còn chưa vặn cổ anh, thì anh hãy chuồn về nhà cho mau. Tôi thực tâm bảo anh như thế đấy, hiểu chưa? Các anh đừng can thiệp làm gì vào công việc của chúng tôi, hiểu chưa? Liệu liệu mà cút đi, nếu không, ở đây người ta sẽ cho anh thêm một cái nặng mà chống. Người trung úy anh đứng dậy, cúi chào, nói một cách sôi nổi, nhưng chốc chốc lại liếc nhìn một cách bất lực gã trung úy bộ binh đã ngủ thiếp và thân mật vỗ vỗ vào lưng Grigori. Grigori phải vất vả lắm mới tìm thấy cái then cửa. Chàng lảo đảo bước ra thềm, một làn mưa lăn tăn tạt chéo vào mặt chàng. Một ánh chớp bừng lên chiếu sáng cái sân rộng. Dãy hàng rào ướt đẫm và những đám lá cây nhấp nhoáng trong vườn. Trong lúc bước từ trên thềm xuống, Grigori trượt chân ngã. Chàng bắt đầu lồm ngồm đứng dậy thì nghe có tiếng người nói: mấy tay sĩ quan nhãi nhép ấy vẫn còn nốc rượu đấy à? Một gã vừa quẹt que diêm ở phòng ngoài vừa hỏi. Một giọng khàn khàn như phải cảm trả lời với một vẻ đe dọa cố ghìm giữ: họ đang còn nốc thêm, nốc cho đến lúc mất mạng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.